Chào Khang, ở video này cô sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu trước văn bản chiếc lá cuối cùng của tác giả O'Henry. Các bạn đọc kỹ tác phẩm truyện ngắn của tác giả O'Henry để nắm được bố cục của văn bản. Trước tiên thì các em cần tìm hiểu hình ảnh lá thần xuân hay còn gọi là trường xuân. Bởi hình ảnh lá thần xuân sẽ đi xuyên suốt truyện, cũng chính là bức tạo, đó là cũng chính là cái kiệt tác của cụ Baumet. Như vậy thì sau khi đọc xong thì các em sẽ tìm hiểu bố cục văn bản gồm 3 phần. Đó là dân sư đã chết, dân sư vượt qua cái chết và phần còn lại đó chính là bí mật của chiếc lá thần xuân. Đây là cái tác phẩm truyện thể hiện rất rõ về nét tính cách cũng như con người của nhân vật. Do vậy thì các em sẽ tìm những chi tiết liên quan để chúng ta khắc họa được tính cách hoặc con người của từng nhân vật mà tác giả muốn thể hiện. Trước tiên thì nhân vật Yunsi. Yunsi bị mắc căn bệnh phổi. Yunsi đang ngày ngày tuyệt vọng và khi cô nhìn ra cửa sổ thì Yunsi buông lỏng cái cuộc đời mình theo cái chiếc lá thần xuân cuối cùng. Bởi cô nghĩ rằng khi chiếc lá này vụn thì cô cũng sẽ buông xuôi cuộc sống của mình. Như vậy thì qua đó các em sẽ tìm những chi tiết và kết quả được cho thấy đây là một nhân vật đang rất là tuyệt vọng, thiếu niềm tin vào cuộc sống và đang dần bước vào cái điều tiêu cực. Cô định và nghĩ là mình sẽ chết đi. Đối với nhân vật Sương là người bạn của Sương, là người ở bên luôn đồng hành, thì em tìm những chi tiết thể hiện hành động, cử chỉ hoặc là lời nói của chính nhân vật Sương dành cho nhân vật Yunsi. Qua đó thì các em nhận thấy Sương là người như thế nào, qua lời nói, qua hành động và qua thái độ của Sương dành cho Yunsi. Đó là sự lo lắng, yêu thương, quan tâm lo lắng, kèm theo đó là những lời động viên khích lệ. Thì các em hãy khái quát rõ hơn để hình thành tính cách của Sương. Nhân vật thứ ba là nhân vật tạo nên kiệt tác, tạo nên bức tranh, chiếc lá cuối cùng đó chính là của Baumet. Thì các em phải đọc chi tiết trong sách giáo khoa để tìm hiểu về hoàn cảnh của cụ Baumet. Cụ là một người cô độc, già yếu, khát khao vẻ kiệt tác. Và trong cái cuộc đời sự nghiệp họa sĩ của mình thì cụ chưa bao giờ thực hiện được một kiệt tác nào và cho đến thời điểm này. Như vậy thì khi cụ Baumet biết được tình trạng của Yunsi đang buông cuộc đời mình vào chiếc lá thần xuân thì cụ Baumet có những cái thái độ như thế nào? Em cố gắng chúng ta tìm những chi tiết nổi bật, đó là cái sự nổi nóng, đồng thời bộc lộ rõ cái sự sợ sệt vì cái sự buông xuôi cuộc sống của Yunsi, cũng rất là buồn. Chính vì cái thái độ này, khi mà quan sát cái Yunsi thì buông xuôi cái cuộc đời của mình, cho nên dẫn đến hành động của cụ Baumet, đó là cái động cơ, cái hoàn cảnh để mà vẽ cái chiếc lá cuối cùng trong đêm mưa bão. Tìm chi tiết về thời gian và quần áo và giày. Đây là hình ảnh của cụ Baumet vẽ chiếc lá cuối cùng vào đêm mưa bão. Như vậy thì đây là kiệt tác của cụ Baumet. Các em sẽ trả lời một cái câu hỏi, cố gắng tư duy trả lời câu hỏi là tại sao Siêu lại gọi bức họa chiếc lá cuối cùng của cụ Baumet là một kiệt tác. Thì các em sẽ dựa vào những gợi ý này để trả lời, đó là cái kết quả của cái tác phẩm của bức tranh của cụ Baumet trong đêm bão tuyết, đó là hình dáng màu sắc chiếc lá của Baumet thì như thế nào, đơn sơ ra làm sao, kết quả sau khi mà thực hiện cái kiệt tác đó xong, để các em đánh giá đây chính là một tác phẩm kiệt tác và nghệ thuật chân chính phục vụ cho điều gì. Các em sẽ suy nghĩ và tìm hiểu nhé. Như vậy thì cái hay nhất của truyện ngắn chiếc lá cuối cùng của Henry chính là nghệ thuật đảo nguồn từng ống truyện. Các em sẽ suy nghĩ và lập luận để tìm hiểu cái nghệ thuật đảo ngược tình huống chuyện này qua nhân vật Yunsi và cụ Baumet. Như vậy thì từ lớn tuyệt vọng muốn chết
nhờ cái chiếc sự sống, nhờ chiếc lá trên tường. Mà khi Jane suy nghĩ rằng khi mà chiếc lá này rụng là cô cũng sẽ kết thúc cuộc đời mình, nhưng sau đó Jane đã tìm lại được hy vọng, trở lại muôn đời và tiếp tục cái cuộc sống. Còn cô Đông Nam thì đang khỏe mạnh, sau đó là vẽ chiếc lá để cứu Jane sư. Cuối cùng cô qua đời vì căn bệnh xung phổi. Thì giữa hai nhân vật này em thấy có một cái sự đảo ngược về sự sống, về cái chết. Em sẽ cố gắng tạo lập luận sao cho người ta thấy được tác dụng của nghệ thuật đảo ngược này mang đến cái điều gì cho người đọc. Đó là phần hướng dẫn của cô về việc tìm hiểu truyện ngắn chiếc lá cuối cùng của Henry. Mến chào các em và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.